Chàng trai không chân Tô Đình Khánh bồi hồi chia sẻ ảnh cũ, bật mí kế hoạch khủng sắp tới. Sự mạnh mẽ của chàng trai không chân khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, Tô Đình Khánh còn hé lộ kế hoạch khủng sắp tới, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thời gian qua, đám cưới cổ tích giữa chàng trai không chân Tô Đình Khánh và cô dâu xinh đẹp tên Thương đã viral khắp các trang mạng xã hội. Hôn lễ được tổ chức trước sự chứng kiến của 400 khách mời và hơn ngàn người xem livestream. Bên cạnh những giọt nước mắt xúc động khi vượt qua bao khó khăn mới có được hạnh phúc, cô dâu chú rể cũng nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người thân, gia đình, bạn bè và người dùng mạng xã hội. Mọi người đều mong sau đám cưới, câu chuyện tình yêu của cặp đôi sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, sớm có tin vui. Trước khi phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn như hiện nay, Khánh cũng là một chàng trai cao ráo, nhanh nhẹn. Vì vậy, khi nhìn lại những hình ảnh cũ của con, mẹ anh không khỏi xót xa. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tô Đình Khánh xem lại ảnh cũ đã khiến nhiều người vô cùng xúc động. Anh viết, 5 năm một hành trình của sự nỗ lực. Bức ảnh 5 năm trước của anh khiến ai cũng nghẹn ngào, từ một chàng trai lạnh lặng, khỏe mạnh. Thế nhưng biến cố xảy ra với anh khiến Tô Đình Khánh phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Trước đó, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Đình Khánh và mẹ cùng xem lại tấm ảnh cũ đã khiến nhiều người vô cùng xúc động. Anh viết, quay lại một đoạn clip cho mọi người xem nhưng đã làm mẹ đau lòng. Theo đó, Khánh đã lấy bức ảnh ngày mình chưa gặp sự cố đưa cho mẹ, vui vẻ hỏi, mẹ xem hình này có giống bây giờ không? Vẫn sơ mi trắng, vẫn đẹp như ngày xưa mẹ nhỉ? Cầm ảnh con trên tay, mẹ Khánh ngắm nghía, dù vẫn mỉm cười nhưng dường như bà không thể giấu nổi sự xót xa mà thở dài, thiếu hai cái chân. Rồi bà đưa tay lên cố ngăn giọt nước mắt chực rơi. Có lẽ hơn ai hết, mẹ chính là người thương Khánh nhất khi đứa con mình sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, bỗng dưng phải gắn bó với chiếc xe lăn cả đời. Khánh cho biết tấm hình này anh chụp ở Đà Lạt cách đây 4 năm và giờ đóng khung giữ làm kỷ niệm. Anh vui vẻ nói, 4 năm trước sáu trai hơn bây giờ nhiều. Nghe con nói vậy, mẹ Khánh bật cười. Với bà, chắc chắn dù con có ra sao thì vẫn là người đẹp trai nhất trên đời. Nói về nguyên nhân dẫn đến việc phải ngồi xe lăn, Khánh từng tâm sự trên Genius rằng, khoảng cuối tháng 4 năm 2018, anh bỗng dưng thấy chân mình mỏi rã rời rồi chuyển sang đau nhức lan rộng, thậm chí còn tím nhợt nên được đưa đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, cả hai bệnh viện gần nhà đều không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, anh được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ kết luận mạch máu ở bụng bị tắc, không thể dẫn máu xuống chân. Cách duy nhất giữ mạng sống của anh là phải bỏ hai chân đi. Từ một chàng trai có biết bao ước mơ hoài bão, Khánh trở nên chán nản vì nghĩ rằng mình là người khiếm khuyết. Mọi sinh hoạt của anh phải phụ thuộc vào mẹ và người thân. Nhưng rồi cũng chính nhờ sự động viên và tình yêu thương của bố mẹ mà Khánh đã vực dậy, sống ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, trên Facebook cá nhân, Tô Đình Khánh vừa bật mí kế hoạch khủng sắp tới của mình. Theo đó, anh đã chính thức lấn sân sang kinh doanh riêng và dự án này mang tên Đi Cùng Khánh. Có thể thấy được sự nghị lực cố gắng vươn lên hoàn cảnh khó khăn của anh cũng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, chàng trai không chân hé lộ doanh thu 1 tỷ một tháng. Từ trước đến nay, Khánh may mắn được mọi người tin tưởng, ủng hộ nên ít trường hợp xấu. Có thể mọi người biết Khánh khó khăn nên không nỡ làm điều gì gây ảnh hưởng đến mình. Việc học cách chấp nhận và ứng xử nhẹ nhàng là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ để thành công. Sản phẩm tốt mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công trong kinh doanh. Dù dịch vụ chăm sóc khách hàng có tốt đến mấy mà chất lượng sản phẩm không tốt thì không ai có thể ủng hộ lần sau. Có yêu quý bạn đến mấy thì họ cũng chỉ mua được một lần. Chính vì vậy, Khánh luôn quan niệm phải bán sản phẩm đem lại giá trị cho khách hàng. Đó là bí quyết giúp Khánh đem về doanh thu từ 600 triệu đến hơn 1,2 tỷ đồng mỗi tháng. Những gì xoay quanh cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Khánh và Thương vẫn đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người bởi tình yêu này đẹp như câu chuyện cổ tích và sự nỗ lực, kiên trì và chăm chỉ hàng ngày đã giúp Tô Đình Khánh thành công đến ngày hôm nay.